Trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay và hôm nay channel chúng tôi rất đặc biệt. Thứ nhất là chúng tôi mời được hai vị khách. Người thứ nhất, người em của chúng tôi và nay là đương kim thị trưởng của thành phố Westminster, Tạ Đức Trí. Nhưng mà sau cái thời gian anh nhớ lúc mà em sinh hoạt trong tổng hội sinh viên rồi em tham gia sinh hoạt trong cộng đồng thì em đã là chủ tịch của ban đại diện cộng đồng ở khoảng thời gian đó. Dạ thưa anh Phong, hoàn toàn đúng. Thì từ năm 2002 tới năm 2005 thì Trí có cơ hội được cái sự ủng hộ của rất nhiều hội đoàn tại đây, thành ra đã giữ cái chức vụ là chủ tịch của ban đại diện cộng đồng từ năm 2002 cho tới 2005. Nhưng điều kể bên đó, một trong những cái tiêu cực mà bây giờ cả cộng đồng đang bị sốc, không tưởng tượng được là cả bốn nghị viên và ông thị trưởng thành phố Westminster đều bị một lá thư, đều bị những cái lá thư gọi là recall hết. Thì bây giờ không biết là trên cương vị của những người lãnh đạo của thành phố thì quý vị sẽ phải nói chuyện với cử tri như thế nào? Dạ thưa anh Phong, thì anh Phong nhắc lại cái việc mà nó tạo nên cái sự chú ý không chỉ riêng cho cư dân của thành phố Westminster mà hầu như là tập thể người Việt tị nạn của chúng ta. Thì hiện nay đó, tất cả 5 thành viên của hội đồng thành phố đang có bị những cái lá thư cũng như những cái lá đơn để mà đòi bãi nhiệm hết. Bị mấy cái đơn kiện của cảnh sát luôn. Vì cái tội cảnh sát bảo là gì? Băng đảng trong thành phố. Họ nói thẳng như vậy luôn. Và cái người cuối cùng mà thưa thắng 500.000 đô la là ông Kevin Baker, cựu cảnh sát trưởng thành phố. Bây giờ thêm ông chỉ huy đó đang kiện và 3 cảnh sát viên khác, cộng với khoảng 4-5 nhân viên dân sự nữa. Mà trong mấy năm qua là Westminster đền tổng cộng 10 triệu đô la. 10 triệu đô la. Ok, Vin Baker ông kể đó là tố cáo thôi. Bên Westminster bảo nó tố cáo thôi, nhưng mà cuối cùng dàn xếp để khỏi kiện, đưa 500.000. Bảo là ông A bảo kê nhà hàng A, ông B bảo kê bà nhà hàng B. Thấy không? Rồi khi chủ nhà hàng A thấy bên nhà hàng B có thể bắn khách đó, mới kêu ông A xử đó, ông A mới gọi cảnh sát, ê qua xử nhà hàng B coi, hình như đèn nó không sáng hay sao đó, đi qua đó. Bên này ông B, chủ B mới gọi ông B, nghị viên B bảo, ê, bên kia qua kiểm tra coi như đậu xe lộn xộn, hay là kêu cảnh sát qua kiểm tra, cảnh sát đứng giữa phải đi làm vậy, hai ông quánh nhau, mà hai nhà hàng cách nhau nhưng chưa tới hình dạng. Ông gọi là băng đảng, ăn tiền để rồi làm những cái chuyện như vậy. Trong một thành phố, 40% là cử tri Việt Nam, tự hào không? Trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay và hôm nay chúng tôi, channel chúng tôi rất đặc biệt. Thứ nhất là chúng tôi mời được hai vị khách. Người thứ nhất, người em của chúng tôi và nay là đương kim thị trưởng của thành phố Westminster, Tạ Đức Trí. Nhưng mà sau cái thời gian anh nhớ lúc mà em sinh hoạt trong tổng hội sinh viên rồi em tham gia sinh hoạt trong cộng đồng thì em đã là chủ tịch của ban đại diện cộng đồng ở khoảng thời gian đó. Dạ thưa anh Phong, hoàn toàn đúng. Thì từ năm 2002 tới năm 2005 thì Trí có cơ hội được cái sự ủng hộ của rất nhiều hội đoàn tại đây, thành ra đã giữ cái chức vụ là chủ tịch của ban đại diện cộng đồng từ năm 2002 cho tới 2005. Nhưng điều kể bên đó, một trong những cái tiêu cực mà bây giờ cả cộng đồng đang bị sốc, không tưởng tượng được là cả bốn nghị viên và ông thị trưởng thành phố Westminster đều bị một lá thư, đều bị những cái lá thư gọi là recall hết. Thì bây giờ không biết là trên cương vị của những người lãnh đạo của thành phố thì quý vị sẽ phải nói chuyện với cử tri như thế nào? Dạ thưa anh Phong, thì anh Phong nhắc lại cái việc mà nó tạo nên cái sự chú ý không chỉ riêng cho cư dân của thành phố Westminster mà hầu như là tập thể người Việt tị nạn của chúng ta. Thì hiện nay đó, tất cả 5 thành viên của hội đồng thành phố đang có bị những cái lá thư cũng như những cái lá đơn để mà đòi bãi nhiệm hết.